Sáng nay, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định đề nghị truy tố đối tượng Danh Tiên, 22 tuổi, tại huyện Hòn Đất về tội cố ý gây thương tích. Vào giữa tháng 4 năm 2017, khi ông Trần Hữu Phước ở huyện Hòn Đất, Kiên Giang đang ngồi chơi bài tại quán cà phê thì nghe có tiếng la hét đập phá tài sản trước quán. Chưa biết chuyện gì xảy ra thì bất ngờ ông Phước bị đối tượng Tiên và đồng bọn xông vào, dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người, làm ông Phước trọng thương. Gây án xong, đối tượng Tiên nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, còn ông Phước được mọi người đưa đi cấp cứu nên thoát chết.